Xin chào các bạn, hiện nay mình đang ở khách sạn Pan Pacific tại Singapore để tham dự triển lãm Kanjam, một trong những triển lãm về âm thanh lớn nhất trên thế giới, nơi hội tụ những sản phẩm tới mức về tai nghe, đắc am cũng như những công nghệ mới về tai nghe từ phẳng và tĩnh điện. Hiện nay thì đây là triển lãm lần thứ 3 và các bạn hãy cùng mình đi vào một vòng quanh xem thì triển lãm năm nay có gì đặc biệt mới mẻ hơn so với những triển lãm năm trước không. Và bây giờ thì mình sẽ đi một vòng để giới thiệu cho các bạn biết là những nhóm hãng nào đã có mặt trong triển lãm năm nay. Hãng đầu tiên là hãng Dunhu, một trong những hãng của Trung Quốc. Ở đây họ đem tới cho mình rất là nhiều tai nghe, như là những dòng mới của họ, như là con Antitan 6, những nhẫu spin fit mới để mọi người có thể thử. Tiếp theo là hãng Beyer Dynamics, một hãng đến từ Đức. Năm nay họ mang cho mình rất là nhiều tai nghe không dây, như là những con như là Aragon, một trong những con tai nghe không dây, Senton, hoặc là mình lớn hơn nhất là mình hết rất là con Amiron, một trong những con mà tai nghe từ phẳng không dây đầu tiên trên thế giới. Can I try it? Yeah, sure. Okay. Do you have any Bluetooth? Yes, of course. Try. Okay, very good. Oh, sure. Too many device here, maybe. Mobile phone, mobile phone. Oh yeah, Amiron Wireless, right? Yes. Okay. Thì các bạn đấy thì thiết kế của con Amiron Wireless này rất là cứng cáp và chắc chắn. Tổng thể thì mình đã có nghe qua con Amiron có dây rồi, thì mình thấy con Amiron Wireless này nó vẫn hơi thua suốt một tí. Cơ bản nó vẫn giữ được chất âm truyền thống vốn có, nhưng mà về cái tượng bass thì mình thấy nó không bằng. Có thể do nó thiếu âm ly. Rồi, hãy cũng hãy đi qua một khác, như là Fender. Fender, một trong những hãng mà India, làm từ Mỹ. Họ trước đây họ để hiểu làm rất là nhiều sản phẩm về radio, nhưng mà mới gần đây họ mới bước đầu bước qua thôi về tai nghe. Và tiếp theo là một hãng audiophile rất là nổi tiếng, đó là Sony. Sony hôm nay thì đem tới hãng của show của mình, đó là những sản phẩm đầu bảng của họ, như là con chiếc Dash A1 trị giá 180 triệu DMB-Z1, hoặc là chiếc tai nghe đầu bảng của nó là Z1R. Bạn thấy. Hello. Okay. Our concept is this is prayer, but con. Yes, thank you. Battery operating is our concept. Yeah, yeah, I know, because if you use the battery here, the noise is not less, yes. And it is more accessible. You already know. Yeah, yes. Yeah, I know. You select your preference song from this. Yeah. Thank you very much. Tổng thể thì cái bộ này ở Kanjam mình nghe qua là có tốt hơn rất là nhiều so với những bộ trước mà mình nghe tại triển lãm của Sony tại Việt Nam. Và mình rất là bất ngờ, có thể do cái bản triển lãm của Sony tại Việt Nam nó là bản thương mại, nó vẫn chưa tạo được cái bộ hoàn chỉnh như là cái bộ chính thức ở tại Kanjam. Theo là cũng những tai nghe đầu bảng của hãng Sony, như là Sony M7, M9 hoặc là Z1R, những tai nghe mà mới nhất trong năm của Sony. Only the F1 does it.
Rồi, chúng ta hãy cùng mình đi qua tiếp theo nhé. Đây là iFi, họ mang tụi mình rất là nhiều hãng thiết bị. iFi thì là hãng chủ nước Anh, chuyên làm về đắc và am, một tay bồn chất lượng cao và đặc biệt là có những thiết bị mà để lọc nguồn rất là tốt. Bên đây là hãng Aroma, một trong những hãng làm cây tre India nổi tiếng trên thế giới. Tới đây là hãng Let's Buy, một trong những hãng mà làm tai nghe về in-ear. À, xin lỗi mình nhầm, đó là hãng làm về dây tai nghe in-ear custom, rất là nổi tiếng, họ hơi đặt hàng của mình và làm ra những chất liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của mình. Và hãng tiếp theo chúng ta thấy là hãng Abyss, một trong những hãng mà làm tai nghe cao cấp đến từ Mỹ, với nhiều con Abyss có thiết kế rất là dị. Dàn đắc am để kéo của chiếc tai nghe Abyss này là đến từ hãng Woo Audio. Kế bên đây thì các bạn có thấy đây là gian hàng của Fio. Họ đem cho mình rất là nhiều mẫu mới như là Fio M5, một trong những mẫu mà máy nghe nhạc kim đắc am cũng như là có thể dùng làm mặt đồng hồ mới nhất của họ. Như con Fio M5 này thì mình có thể giới thiệu trước là nó sẽ hơi làm được rất nhiều, như là nó sẽ là một máy nghe nhạc có thể nhận Bluetooth để nó phát tín hiệu ra cho những tai nghe, hoặc tuy đơn thuần là bạn có thể làm nó thành một chiếc mặt đồng hồ thông minh. Như Fio nó có giới thiệu kèm theo cái dây cho chiếc M5. Bạn để chiếc M5 vào trong đây và biến nó thành một chiếc đồng hồ thông minh. Bên cạnh đó thì họ cũng giới thiệu mình một chiếc sản phẩm mới, đó là con Fio M1, sản phẩm mà thay thế cho Fio X5 Gen 3. Đây là sản phẩm tầm trung của họ, cao cấp, với thiết kế rất là lạ. Như các bạn có thể thấy là nó là một chiếc máy nghe nhạc nhưng mà có thiết kế tràn viền hệt như một chiếc điện thoại di động cao cấp. Và hơn thế nữa, nó là một chiếc điện thoại máy nghe nhạc sử dụng hệ điều hành Android, nên các bạn có thể điều khiển nó rất là dễ dàng và nhẹ nhàng, cũng như là có thể tải nhiều phần mềm stream nhạc khác nhau để nghe, chứ không chỉ đơn giản là chỉ nghe những phần bài nhạc mà được lưu ở trong đây nữa thôi. Cho các bạn coi thấy, do thiết kế tràn viền nên bề mặt màn hình của chiếc Fio M1 này rất là đẹp. Kiểu thiết kế thì tương đồng với những kiểu thiết kế của những hãng cao cấp như Aston Kern. Tuy nhiên thì cảm nhận của mình là nó cầm tay hơi nhẹ so với cái build của nó. Và đến với những hãng khác là hãng One More của Trung Quốc. Có những hãng đem đến những tai nghe in-ear chất lượng cao. Tuy nhiên không... Yes. So we have quite a few variants. This is our flagship quad driver. Oh yes, I know E10, E10, right? Right. Quad driver. Quad driver, you wanna try? Oh no, I already have one and here you have one. Okay. Here you. I just want to look if you have another new product. No. Another, so this is the latest one. Ah, the latest one. Oh, okay. This is a dual driver. Yes, I know. Wow. This is like a dual driver, and this Bluetooth, this single driver, and that's like an entry level piston. Ah, I see. So, okay. Thank you very much. Cool. You're from Vietnam. Yeah, yeah. Hello. Ho Chi Minh or Hanoi? Oh, I'm from Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Oh, very nice city. Yeah, sir. Yeah. Yeah, yeah. I know. Okay. Thank you. I will. Thank you. Như các bạn có thấy thì mỗi gian hàng nó sẽ có một cái gọi là Kanzam Lucky Raw. Các bạn sẽ ghé những cái gian hàng ở phía sau đây và thu thập các chữ ký. Sau đó các bạn sẽ đem lại quầy bên đây, bỏ vào đó để nhận được rút thăm trúng hưởng. Sản phẩm khá là giá trị, đương nhiên chỉ với thế giới audiophile, ví dụ như là những cái máy nghe nhạc và tai nghe. Cũng như kế tiếp đây, các bạn có thể thấy là hãng CH Audio, một trong những hãng custom indie cũng tới từ Mỹ, chuyên làm cho những tai nghe custom chuyên nghiệp cho ca sĩ. Một trong những điểm đặc biệt của hãng này là họ làm những chiếc tai nghe mà có thể chỉnh được bass vào bộ phận chỉnh bass ngay trên dây. Excuse me. Yeah, like this. Đây, các bạn có thể thấy được hai cái này không? Họ sẽ có một cái cây dặn riêng biệt, dặn vào đây để chỉnh bass
cho mỗi bên tai, và bạn nhờ đó bạn có thể tùy chỉnh được bass một cách thủ công. Những sản phẩm mới của họ chủ yếu là GH16 hoặc là GH13 Pro, một trong những sản phẩm mà rất là nổi tiếng và giải bass. Nếu mà các bạn mà thích những tai nghe custom in-ear mà bass nhiều thì các bạn có thể tham khảo qua hãng này. Quầy tiếp theo là về ADG, một trong những hãng làm tai nghe rất là nổi tiếng và cao cấp. Tới đây họ mang cho mình rất là nhiều những tai nghe phong cách của họ. Một trong những con nổi bật nhất là Mobius. Ok, cái này đây. Đây là một trong những tai nghe từ phẳng không dây tiếp theo của hãng ADG. Tai nghe này họ nhắm vào đối tượng chơi game là nhiều hơn chứ không hẳn là đối tượng nghe nhạc. Như này có thể là cân bằng giữa nghe nhạc và chơi game, bởi vì thật ra mức giá của nó không phải là dễ chịu cho lắm. Nó nằm khoảng hở $450 cho một chiếc tai nghe không dây. Và dĩ nhiên nó đề cao về chất lượng âm thanh hơn so với những cái tính năng khác của những tai nghe chơi game thông thường. Như là nó sẽ không có những đèn LED RGB, nhưng không có hệ thống gia lập 7.1, nhưng mà nó tập trung nhiều vào chất lượng âm thanh. Tiếp theo là hãng Chọt, một trong những hãng đắt nổi tiếng của nước Anh, chuyên làm sản phẩm rất là cao cấp, trung bình khoảng cỡ mấy chục triệu cho đến 100 triệu một sản phẩm. Nhưng họ mang tới cho mình những cho như là Hugo Blue MK2. Và những sản phẩm mà tai nghe họ dùng để kéo cho bộ này thì cũng rất là cao cấp, như là con Suvana của Hi-Fi Man, giá trị cũng khoảng cỡ vài chục triệu. Quầy tiếp theo mà các bạn có thể tới là Esteban Kern, một trong những quầy làm về máy nghe nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới, có trụ sở tại Hàn Quốc. Họ mang tới đây thì hầu như là toàn bộ những sản phẩm máy nghe nhạc của họ, trong đó thì có con SB1000M là sản phẩm mini thu gọn của con flagship của họ là AK-SB1000. Và con đó ở đây. Hello, can I try? Yeah. Đây, như các bạn thấy đây là con bản phiên bản mini của con SB1000. Được gọi SB1000M. Thật ra về thông số thì không khác gì nhiều, nhưng mà họ đã loại bỏ số bớt một số tính năng, như là khiến cho con này nó cầm trên tay nhẹ hơn và dễ dàng bọc tay bộ hơn, cũng như giá nó sẽ dễ chịu hơn so với phiên bản flagship chính thức. Kế tiếp là gian hàng tai nghe từ phẳng Mr. Speaker, một trong những tai nghe từ phẳng rất là nổi tiếng. Và ở đây như các bạn thấy thì để kéo tai nghe từ phẳng thì các bạn cũng cần phải có những chiếc amply rất là đặc biệt mới có thể kéo được tai nghe từ phẳng. Không, xin lỗi, mình nhầm lên, tai nghe tĩnh điện mới đúng. Mr. Speaker là những hãng chuyên làm tai nghe tĩnh điện, và bạn để có được kéo được tai nghe tĩnh điện các bạn cần phải có những chiếc amply rất là đặc biệt. Như các bạn có thấy đây là con tai nghe amply của hãng Wu Audio chuyên để kéo tai nghe tĩnh điện. Kế bên là một hãng HA chuyên làm amply, và mình muốn giới thiệu với bạn bởi đây có một trong những chiếc amply theo mình đánh giá là tốt nhất trong cái buổi canh giam này, dùng để kéo con Stax SR009. Đó là chính là chiếc amply Blue Hawaii SE này. I'm very impressed about the sound. What's that? Yes, yesterday I visit one Thai and very impressed about this combo. Mm-hmm. Yes, very nice, very nice. Thank I you. Visit on the festival and this one is really the best. Thank you, yeah. Thank you. Yeah. Cái âm ly như mình nói trước thì về tai nghe tĩnh điện nó rất là khó kéo và nó phải cần những âm ly đặc biệt, và những âm ly như con Blue Hawaii này hầu hết đều sử dụng là bóng đèn để làm bán dẫn, và cái bộ power arm của nó sẽ là dùng để xin lỗi mình nhầm, những bóng đèn sẽ làm phần rì và bán dẫn sẽ dùng để làm phần power arm để tăng công suất cho những chiếc tai nghe tĩnh điện này. Một nhược điểm của những chiếc âm ly này là nó chỉ kéo được tai nghe tĩnh điện mà thôi, không phải như kéo những chiếc tai nghe thông thường khác như là tai nghe từ phẳng hoặc tai nghe dynamic, bởi vì cái công suất đầu ra của nó rất là cao. Nếu mà các bạn cắm những tai nghe nó vào thì có thể bị cháy cái tai nghe, làm hư cái tai nghe đó. Rồi, ở gian hàng kế tiếp là gian hàng Ken, một trong những gian hàng đến từ Trung Quốc. Ở đây thì họ mang tới cho mình một trong những bộ combo mình rất là thích, đó là bộ combo iDAP 6
IDAC 6 cũng như là IAM 6, ba món hợp lại thành một bộ combo. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây là một combo mình giới thiệu. Đó. Chiếc ở giữa là IDAC 6 là chiếc có thể coi như là chiếc máy nghe nhạc cũng kim như luôn là chứa bộ nhớ trong để cho các bạn hơi chơi nhạc. Ở phía trên là bộ IDAC 6 là bộ giải mã. Và bộ dưới là IAM 6 là âm ly. Kế tiếp là một hãng của hãng Final Audio, một trong những hãng mà làm về tai nghe nhắc tai, có thiết kế khá là độc đáo trên thị trường. Đây à. Như các bạn có thể thấy thì thiết kế của nhân Final Audio hầu hết là đều như vậy. Thành ống trụ dài dẹp. Điểm này thì mình thấy là nó sẽ có lợi là làm cho tai nghe mình fit vào tai hơn, nhưng mà thật ra là nó sẽ dễ rớt hơn. Kế tiếp đó chính là hãng Furutech, một trong những hãng làm phụ kiện cho âm thanh rất là nổi tiếng như là dây giảng, sắt cắm. Series from Final Audio. Yes, right? Yeah, from Final Audio. Yes. Or can you recommend me? I like the some warm song. A warm one. Warm. A warm. Then I'm going to recommend this one. B1. So this one, yes. This one is B1, and then it features one balanced armature plus one dynamic. Yeah. Yes. The if I wait a bit, you mean the hybrid one dynamic and one BA, right? Yes. Yes. Exactly. And so and this B2. One is one balanced armature. Only this one. One is two balanced armature. Two balanced. Yes. Oh, yes. Right. Oh, okay. Can I try a B1? Okay. Okay. Oh, the hub. Như một bạn ở Final Audio giới thiệu cho mình thì con B1 này á, là làm từ một hai driver, một dynamic và một hai BA tên nên gọi là. Và ở cuối phòng là các gian hàng chuyên bán nhiều phụ kiện âm thanh, như các bạn có thể thấy như là những bao da dành cho chiếc máy nghe nhạc. Các bạn có tìm thấy những chiếc bao da rất là cao cấp đắt tiền dành cho những chiếc máy nghe nhạc đắt tiền của mình, chuyên làm về bao da hoặc là dây tai nghe và dây tai nghe. Bây giờ bên đây là hãng Weston, một trong những hãng làm tai nghe rất là nổi tiếng và lâu đời. Nhưng các bạn nào chơi tai nghe nhiều thì chắc bạn có nhớ là những tai nghe như là Dub 4. Hiện nay thì họ cũng có những tai nghe mẫu mới như là khoảng là Dub 10, Dub 20, Dub 40, Dub 80, hoặc Dub 60. Mẫu hè tiên sử dụng ở trên sàn phòng thu và cho những ca sĩ với thiết kế cực kỳ nhỏ gọn cũng như chất âm rất là chính xác. Ngoại trừ tầng 1 của triển lãm này thì ở trên tầng 2 còn có những phòng riêng biệt dành riêng cho các hãng để họ trình diễn những sản phẩm khác nhau. Nào bạn hãy cùng mình lên tầng 2 để xem trên đó có gì đặc biệt nhé. Như các bạn có thể thấy thì đây là những standee để giới thiệu những hãng trưng bày trên lầu 2, như là tại hãng Verum với trình giới thiệu cho họ là chiếc tai nghe cho từ phẳng đầu tiên, cũng như là chiếc SR12 từ hãng RA. Nó được giới thiệu là tai nghe có hình dạng rất là độc đáo. Đây thì gian phòng của Stax, họ hơi hẳn một phòng riêng để trưng bày những sản phẩm của họ. Như các bạn thấy thì những sản phẩm đầu tiên mà họ đến là đó là con SRD50, một trong những con mới nhất mà họ đưa ra cùng với bộ âm ly đi kèm. Đương nhiên không phải hiếu, đó là flagship của họ là con SR009 và con phiên bản mới ra mắt hay hới nó con SR009S. Như các bạn thấy thì mọi người đang tập trung nghe thử, bởi vì số lượng tai nghe trong đây cũng tương đối ít nên mọi người đều hồng yên vị và không có chọn. Hãy cùng mình đi theo đến phòng tiếp theo nhé. Đây thì là hãng Norton Audio, một hãng mới đến từ Singapore. Họ chuyên làm những tai nghe về custom.
chủ yếu là những tay nghề kết tâm, nhưng những con đầu bảng của họ là có 5 BA. Và kế bên là một trong những con mà như các bạn đã thấy ở trên banner hồi ngoái, con XR1A, một con mà tay nghề có thiết kế rất là độc và lạ. Các bạn thấy phòng này thì có rất nhiều hãng khác nhau. Bây giờ nói là mục đích chính của mình thì đến đây thì để nghe thử con XR1A. Như các bạn có thấy thì đây là con chiếc tai nghe XR1A, một trong những chiếc tai nghe có thiết kế khá là đặc biệt. Thiết kế này là mình nhớ tới chiếc tai nghe quyền thoại của AGG là K1000 với hai kiểu thiết kế hai màng lo ở vào tai mà không hề có điểm tai ở giữa. Điểm này làm cho âm trường của con AKG K1000 trở nên rất là rộng và độ chi tiết cực kỳ ghê mà không những chiếc tai nghe nào khác có thể làm được. Thì không biết chiếc tai nghe này có thể làm được như vậy hay không. Và hiện giờ thì chiếc tai nghe này thì có rất là nhiều người quan tâm và cũng như người thử, cho nên mình sẽ qua lại một dịp khác để có thể được trải nghiệm tai nghe này sao. Như ở góc phòng đây là Kumite Lab, một trong những hãng làm tai nghe tại Nhật, chuyên làm về tai nghe custom cũng như universal. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là những cái mẫu của hãng Kumite này làm rất là đẹp, coi như là một tác phẩm nghệ thuật. Điểm đặc biệt của những chiếc tai nghe này là họ thường làm hỗn hợp giữa hai driver là Dynamic và BA. Điểm mà những hãng khác thường hay né tránh. Sorry. Rồi, các bạn hãy cùng mình sẽ qua phòng khác nhé. Đây là gian hàng của Campfire Audio, hãng đến từ Mỹ với những mẫu Universal như là Andromeda, Onion hoặc là Polaris. Kế bên là gian hàng của Ranco Acoustics, chuyên làm về phụ kiện cho tai nghe như là bạn thấy dây cũng như là âm ly. Ở một góc phòng này là hãng Mascobo, một trong những hãng là chuyên làm về đắt âm để kéo những tai nghe khó trị. Rồi. Đây là phòng của Audofly, một hãng làm tai nghe indie đến từ Úc, tương đối là khá là non trẻ với những hàng khác, nhưng mà thật ra những chất lượng của họ thì rất là tương đối tốt. Như các bạn có thấy là những mẫu Audofly như là con này AF180. Bên trong bao gồm 4 driver BA chuyên dùng để nghe những hơi loại nhẹ như acoustic. Tuy 4 BA nhưng mà housing của nó vẫn rất là nhỏ gọn và rất là dễ fit. Thế bên đây là những bên đây là những gian hàng của Audofly. Ở đây họ cũng có bán luôn cả những sản phẩm. Thông thường nếu mà những ai mua tại Kanzam này sẽ được discount 10%. Đây là gian hàng của Audofly. Ở đây họ bán luôn cả những sản phẩm. Thông thường là những ai mà mua sản phẩm tại triển lãm Kanzam này đều sẽ được giảm giá 10%. Và đây cũng là phòng cuối cùng trong triển lãm Kanzam. Về việc cảm nhận với những sản phẩm ấn tượng nhất tại Kanzam Singapore lần này thì bọn mình sẽ cố gắng làm và sẽ cố gắng có thể có sớm nhất cho các bạn. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.